Xin chào tất cả các bạn. Chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn một vài trường ở Mỹ. Thì những trường này đều có chương trình liên kết với trung tâm ảnh ngữ US. Thì sau khi học chương trình tại trung tâm ảnh ngữ US thì các bạn cũng có thể liên kết và chuyển tiếp để mà học tại các trường đại học nổi tiếng tại nước Mỹ. Chương trình hôm nay thì công ty Tân Đại Dương xin giới thiệu với các bạn trường Bates Technical College. Trường Bates Technical College thì đã trở thành trường đối tác của trung tâm ảnh ngữ US vào năm 2012. Thì trường nằm ở Tacoma, thì trường nằm ở Tacoma là một thành phố lớn với dân số là 200.000 người, là thành phố lớn thứ ba ở trong bang và nằm ở phía tây bang Washington, và chỉ cách thành phố Seattle khoảng là cách thành phố Seattle lẫn thủ phủ Olympia thì của bang là khoảng 30 phút. Cách bố trí lớp học thì rất là độc nhất của trường, đã phản ánh được là cái nơi làm việc cũng như là cung cấp cho các bạn sinh viên nhiều cơ hội thực hành và phát triển các kỹ năng đến mức mà cần thiết cho cái việc mà nhanh chóng hòa nhập cũng như là có thể tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Pace thì đào tạo các văn bằng cao đẳng công nghệ 2 năm, giấy chứng nhận về năng lực và chứng chỉ đào tạo, giấy chứng nhận về ngành công nghiệp và về các chương trình cụ thể chuẩn bị cho các bạn sinh viên, đạt được những cái cấp phép về nhà nước. Trường cũng duy trì các bằng cấp liên thông tại một số trường đại học 4 năm, tạo điều kiện cho các bạn liên thông từ một số chương trình là cấp bằng 2 năm. Pace thì cung cấp cho các bạn sinh viên quốc tế những cơ hội học tập cao cấp và trải nghiệm được cái nền văn hóa độc đáo với môi trường thân thiện. Sinh viên có thể hoàn thành chương trình và cấp bằng kỹ thuật 2 năm trong một môi trường được dành riêng cho cái việc giảng dạy tại trường và chất lượng. Thì chương trình học của trường thì học phí là ở bậc đại học là khoảng 20.000 đô la Mỹ và chi phí nhà ở là khoảng 6.500 đô. Các chuyên ngành đào tạo ở trường thì bao gồm như là chuyên ngành về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật viên phòng thí nghiệm công nghệ sinh học hay là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm về nha khoa, marketing và quản trị kinh doanh và phát triển phần mềm. Và mọi thông tin chi tiết về trường Pace Technical College thì các bạn hãy liên hệ ngay với công ty du học Tân Đại Dương, là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam, thì thông qua số điện thoại là 0838382080 hoặc là 0838 4878 4879, và các bạn cũng có thể truy cập vào website tanduyuong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc là các bạn cũng có thể gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ của công ty qua địa chỉ là 148 Trần Quang Khải, phường Tân Bình, quận Nhất, hoặc là